Hi, xin chào anh em. Trước mặt mình đây là hai phiên bản cà đỏ quả mà mình biết anh em quan tâm nhiều nhất hiện nay, đó chính là GTX 1660 Super. Có lẽ sẽ hơi khập khiễng một chút khi mình mang phiên bản TOF Gaming mà lại so với phiên bản GameX ấy. Tuy nhiên, mình thấy thì phiên bản TOF đã được cải tiến hơn so với một vài phiên bản như kiểu 1660 bình thường ấy. Từ 2 fan đã lên 3 fan thì bo mạch cũng dài hơn, hệ thống heat sink tản nhiệt cũng ổn áp hơn khi đây qua 2 ống đồng. Và mình nghĩ thì có lẽ hiệu năng của hai mẫu card đỏ quả này có chênh lệch hay không, và việc mình mang so sánh liệu có phải nó hơi hạ thấp anh sớm một chút không. Thì trước khi đi vào phần so sánh chi tiết thì mình sẽ nói sơ qua một chút về phần thiết kế của hai mẫu card đỏ quả này. Ok, thì đầu tiên sẽ là phần thiết kế đi. Đúng là phần mức giá nó quyết định tương đối nhiều. Khi mà mình cầm chiếc card đỏ quả GameX trên tay ấy, cảm giác nó rất nặng và đầm tay luôn. Thì đằng sau backplate bằng kim loại, ở đằng trước anh em nhìn có vẻ như là 2 ống đồng thôi, tuy nhiên thực tế anh em thấy đây là 3 ống đồng. Mình cũng đã có một video về mở hẳn chiếc card đỏ quả ra, anh em có thể xem lại ở phía trên video này. Và ở đây sẽ có hai quạt thôi, không kiểu có gì nhiều mà nói. Thì với phiên bản TOF Gaming 1660 Super này cũng đã được cải tiến khi so phiên bản 1660 bình thường. 1660 bình thường chỉ có hai quạt đấy thôi và nó tương đối nóng. Thì với phiên bản này cầm nó vẫn nhẹ thôi, nó vẫn nhẹ bởi vì đây đa số là bằng nhựa, kể cả miếng backplate đằng sau tức là bằng nhựa thôi. Tuy nhiên ở đây có 2 ống đồng này chạy từ đầu đến cuối, và cái phần heat sink tản nhiệt này cũng rất là dài, cũng không có nhiều điểm khác biệt. 3 quạt một bên thì có 3 ống đồng, và 2 quạt một bên thì 3 quạt và 2 ống đồng đấy. Cổng cấp nguồn thì vẫn là hai cổng, mỗi bên một cổng 8 pin thôi. Điểm khác biệt lớn nhất đó chính là về phần cổng kết nối. Khi mà chiếc card đỏ quả TOF Gaming này sẽ có 3 cổng, đó là một cổng DisplayPort HDMI và một cổng DVI. Còn bên chiếc card đỏ quả đến từ MSI thì sẽ hơi khác một chút, khi sẽ có 3 cổng DisplayPort và một cổng HDMI. Ok, thì mình sẽ chỉ nói sơ qua về cái phần thiết kế bên ngoài thôi. Tiếp theo đây sẽ là phần trải nghiệm hiệu năng thực tế của hai mẫu card đỏ quả này, để cho anh em có một cái nhìn tổng quan nhất về hai sản phẩm 1660 Super đến từ hai hãng khác nhau. Oh,
blinded by the ones I lost, connecting lines of which we crossed, which we crossed. Dropped off the scene that died, wishing to have one more fight left in me. Okay, vậy thì anh em đánh giá sao về phần trải nghiệm âm năng vừa rồi? Anh em có ý kiến gì thì có để lại dưới một comment video. Hoặc là anh em muốn mình so sánh thêm một mẫu card của bạn nào nữa, anh em thấy sản phẩm nào đáng mua hơn, Asus, TOF Gaming hay là MSI, Kimvic. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong video sau.